Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nói người bên cạnh, hôm nay là thời điểm của mùa gặt cho Việt Nam. Và chúng ta hãy nói người bên cạnh, hôm nay là thời điểm mùa gặt cho bạn. Amen. Và cảm ơn Chúa, thời điểm trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng bất cứ việc gì trên trần thế này cũng có cái thời điểm của đó. Và tôi tin chắc rằng đây là thời điểm Chúa đang phán ngôn Việt Nam. Amen. Chúa đang phán ngôn Việt Nam. Và trước khi chia sẻ thì tôi muốn nói một vài điều là quý vị biết sao không? Cách đây khoảng chừng 30 mấy năm về trước, có một đầy tớ của Chúa khi bước vào trong sự kiên ăn cầu nguyện và cầu nguyện phục hưng, thì Chúa phán bảo ông rằng là Cà Mau sẽ là một nơi sản xuất điện và cung cấp cho nhiều nơi khác. Cà Mau sẽ có một nhà máy điện lớn để cung cấp điện cho cả cái miền Tây và trong Sài Gòn và cả Việt Nam. Thì lúc bây giờ trong thuộc linh thì không biết chuyện gì xảy ra, vì bây giờ ở dưới Cà Mau là sự bắt bớ về đạo của Chúa một cách tàn khốc, và người ta ở dưới Cà Mau thì mê tín dị đoan và ít có người tin Chúa lắm. Nhưng sau một thời gian, bây giờ Chúa đang thăm viếng tại vùng đất Cà Mau. Vừa rồi Chúa đã đưa đầy tớ của Chúa là một sư Trương Hoài Phong, một sư Phùng Thí Kiều và những vị tiên tri từ nước ngoài trở về Hiệp Một để tổ chức một cái đại hội tiên tri. Mà quý vị biết rằng là nhiều người họ nói rằng họ dự nhiều đại hội mà chưa có cái đại hội nào mà Chúa thăm viếng mạnh mẽ giống như đại hội vừa rồi. Trong một lần dâng hiến hơn 1 tỷ đồng, đất người ta dâng trên 3.000 mét vuông. Và sáng mai tôi điện thoại tôi nói chuyện với một sư Phùng Thí Kiều, đó là họ càng tiếp tục càng dâng nữa. Amen. Một khi mà thuộc linh được tràn đầy thì thuộc thể nó cũng bùng ra, quý vị ơi. Amen. Cho nên buổi sáng nay tôi muốn nói là thời điểm mùa gặt cho Việt Nam. Amen. Nhưng mà bên cạnh đó, sau giờ này thì tôi đào sâu vào trong cái vấn đề ở tại Cà Mau chút xíu. Nhưng mà quý vị, bên cạnh đó, tại hội thánh VBC ở tại nơi Houston mà do một sư Quỳnh Quốc Khánh đang quản nhiệm để tổ chức một chương trình đại hội, ông kêu gọi hội thánh kiên ăn cầu nguyện 21 ngày. 21 ngày kiên ăn cầu nguyện và bắt đầu họ bước vào trong sự cầu nguyện. Chúa thăm viếng, họ cầu nguyện xong 21 ngày, dân sự Chúa nói là gì? Không dừng lại mục sư, hãy tiếp tục đi. Họ đi 30 ngày, 30 ngày Chúa thăm viếng quá chừng luôn, về thuộc linh, về thuộc thể, và Chúa phục hồi về nhiều mặt khác nhau. 30 ngày họ nói là không dừng lại mục sư, lên 40 ngày. Chưa dừng lại, lên 60 ngày. Và hiện bây giờ, cái sự cầu nguyện hàng đêm của dân sự của Chúa, họ tập trung vào nơi đền thờ, hết lòng cầu nguyện, họ được tràn ngập trong Đức Thánh Linh, họ được chìm ngập trong quyền năng của Chúa, vẫn tiếp tục đang diễn ra tại hội thánh Báp Tít tại Houston, quý vị ơi. Điều này tôi muốn nói quý vị rằng Chúa đang thăm viếng người Việt Nam của chúng ta. Amen. Hallelujah. Và đầy tớ của Chúa tại đây là cô Ngọc Dung, cũng có tham dự chương trình trong đại hội đó và đã thấy được rằng khi mà người ta đụng chạm, khi mà người ta được Chúa thăm viếng, khi mà người ta được đổ đầy trong quyền năng Đức Thánh Linh, họ không còn kể giờ giấc là gì, đúng quý vị. Amen. Họ không còn kể là của riêng của chung, nhưng họ nhìn thấy những con người được cứu, những con người được chữa lành, những con người được biến đổi, tài sản của họ là của Chúa. Amen. Khi mà Chúa thăm viếng, tất cả đều là của tôi, và tìm mọi cách để giành giật hơn thua để rồi kiện cáo. Nhưng một khi Chúa đã thăm viếng, họ đụng chạm Chúa rồi, họ không còn kể cái gì là của riêng nữa, mà họ nghĩ tất cả cái gì họ có là thuộc về Chúa. Amen. Trước khi cứu những tội nhân, và Đức Chúa Trời ngày muốn mỗi người cơ đốc nhân phải nhìn nhận mình là ai và đấng sống ở trong mình là như thế nào, và cái gì cần bỏ thì cần phải bỏ ra đi. Amen. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, sáng hôm nay trước khi đi sâu vào, tôi muốn nghe khích lệ quý vị hãy nghe lời của Chúa qua cô Mỹ Hiền sẽ đọc cho chúng ta tiếp đây trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn thứ 2 từ câu 14 cho đến câu số 21. Amen. Dạ, xin Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 2
Bây giờ xin hỏi thánh mở lời của Đức Chúa Trời được viết ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2. Từ câu số 14 tôi xin phép được đọc. Nhưng Phê-rơ đứng với 11 sứ đồ, lên tiếng nói với dân chúng: Thưa anh em là người Do Thái và tất cả những người ở Jerusalem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời tôi nói. Những người này chẳng phải là say như anh em tưởng đâu, vì bây giờ mới là 9 giờ sáng ban ngày. Nhưng đây là điều Chúa đã phán qua nhà tiên tri Gioan. Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau cuối, ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, thanh niên sẽ thấy khải tượng, và người già sẽ thấy chiêm bao. Phải trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên đầy tớ trai và gái ta, và họ sẽ nói tiên tri. Ta lại sẽ làm các phép màu ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng sẽ biến ra máu trước ngày vĩ đại và vinh quang của Chúa đến. Và ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Amen. Chúng ta cầu đó là: Và ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Và ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Amen. Chúng ta nói lớn lên: Và ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Và ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Amen. Amen. Đây là cái lời tiên tri của sách Gioan. Trước đó, quý vị biết rằng dân sự của Chúa đã làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Dân sự của Chúa đã xa cách tình yêu của Chúa. Dân sự của Chúa đã quên những thầy tế lễ, bỏ rơi, bỏ bê công việc của đền thờ. Và dân sự của Chúa tập trung vào những cái việc đồng bóng và hơn thua, rồi tà dâm đủ thứ, và xảy ra một tình trạng đói kém, nghèo khổ, thiếu thốn. Họ thiếu đến mức độ là gì nè? Con bò không có cỏ mà ăn. Họ thiếu đến mức độ là gì nè? Đức Chúa Trời đóng các cửa trên trời không có mưa xuống, đến nỗi mà cỏ không có nước để mà sống. Khi mà không có cỏ thì bò cũng không có để mà ăn. Khi mà không có nước thì ruộng cũng không có cày, không cấy, không trồng trọt gì được hết. Và khi mà bò thì không sinh sản, vì bây giờ họ sống trong ngành nông nghiệp, mà ruộng nương không trồng trọt được, thì cái sự đói khát cả thực thể và bị tổn thương cả trong tâm linh, và cuộc sống của họ đang te tua và tơi tả. Bây giờ Gioan kêu gọi dân sự của Chúa trở lại với Chúa, kiêng ăn, cầu nguyện, hạ mình, hiệp lại, không còn chia rẽ nữa. Bây giờ Chúa động lòng thương xót. Trong danh Chúa Giêsu bao nhiêu người khao khát Chúa động lòng thương xót Việt Nam của chúng ta. Amen. Bao nhiêu người trong quý vị muốn Chúa động lòng thương xót người thân của mình. Amen. Bao nhiêu người muốn Chúa động lòng thương xót chính bản thân của chúng ta. Amen. Chúa sẽ mưa trên mỗi người trong chúng ta. Amen. Amen. Chúa sẽ mưa trên Việt Nam. Amen. Chúa sẽ mưa trên những con người nào biết ăn năn quay lại với Chúa. Amen. Chúa sẽ mưa cho những con người nào biết mà lỗi của mình và từ bỏ những điều gì cần phải bỏ và đến Đức Chúa Trời một cách hết lòng. Amen. Bây giờ sau khi họ ăn năn, sau khi họ lìa bỏ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã cho phép một cơn mưa. Mưa giáng xuống và bắt đầu là sao? Cỏ mọc lên, bò bắt đầu được béo tốt, sinh sản, bắt đầu họ chày cấy gieo trồng, cuộc sống kinh tế họ có dầu mới, họ có rượu mới, họ có lúa gạo mới. Và Chúa nói rằng Chúa đền bù cho dân Israel gấp 7 lần. Chúa đền bù lại cho những năm hạn hán cào cào, sau kéo và sau lục bỏ tấn công họ. Bây giờ họ được thịnh vượng tất cả những hoàng thuộc thể, họ được ổn định trong cuộc sống. Họ nghĩ đến đền thờ, họ nghĩ đến vương quốc của Chúa, họ nghĩ đến tất cả những cái điều mà Đức Chúa Trời phán bảo họ. Bây giờ Gioan trong sự thần cảm của Đức Giê-hô-va, Chúa bày tỏ cho ông nói rằng: Rồi trong những ngày sau rốt, vào trong những ngày sau cuối này, Chúa còn đổ Thánh Linh của Ngài trên tôi trai và tớ gái. Công việc Đức Thánh Linh đang đổ xuống trên đất nước Việt Nam đã ứng nghiệm, đang ứng nghiệm và còn tiếp tục ứng nghiệm. Và chúng ta biết rằng vừa rồi Chúa đã thăm viếng ở tại Cà Mau, vượt quá một sự trong thời kỳ ngày xưa đó nha. Vẫn nghe về câu chuyện của ông Môi-se kêu gọi dân hiến để xây đền thờ. Chúng ta nhớ câu chuyện đó không? Thì bây giờ họ nói dân hiến đến mức độ mà Môi-se nói thôi đừng dân nữa, đủ rồi đừng dân nữa. Mình nghe câu chuyện này mình tưởng như thời xưa, nhưng thời hôm nay
đề tớ của Chúa kêu gọi họ dân chỉ có một đêm, 1 tỷ mấy, rồi 3.000 mét vuông đất, rồi nhiều thứ khác, dân sự của Chúa được ngã ra trong quyền năng của Chúa, được trở lại, được phục hồi, được thăm viếng, có sự ngọt ngào đến mức độ mà cả Cà Mau phải bị rúng động quý vị. Đêm thứ hai đề tớ của Chúa không cố ý để kêu gọi dân hiến, nhưng họ lên họ nói là gì? Mục sư ơi, tôi muốn dân hiến dự phần vào công việc của Chúa. Hãy cho tôi dân hiến đi. Quý vị thấy có hội thánh nào, có cái cơn phán ơn nào mà người ta năn nỉ cho tôi được dân hiến? Bây giờ họ không lựa một đồng tiền lẻ để họ dân, mà họ bắt đầu họ tìm cái gì tốt nhất để dâng lên cho Đức Chúa Trời. Và dân sự của Chúa đã được kinh nghiệm một sự tươi mới. Họ thấy được rằng thiên đàng là có thật, sự ban ơn chúc phước của Đức Chúa Trời là có thật. Họ không còn tiếc bất cứ cái gì trên đời sống của họ. Đức Chúa Trời mở mắt cho họ thấy. Chúa ơi, ví dụ như viễn cảnh ở tại nơi Maroc, chỉ cần một đêm mà cơn động đất đã ập tới thì bao nhiêu? Trên 12.000 người đã bị, trên 20.000 người đã bị chôn vùi và chết sạch đó. Của cải vật chất mà không dùng lên cho Chúa là vô dụng. Của cải vật chất, sức lực, không ngoan, tài trí của chúng ta có mà phục vụ Chúa là hữu ích. Amen. Trong danh Chúa Giêsu, tôi cầu nguyện cho lời chúc phước của mục sư buổi sáng nay tôi đã chia sẻ và chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất là sớm. Tôi cầu nguyện cho cơn phước ơn đó nó bùng nổ ở tại Cà Mau, nó cũng lan đến hội thánh Sa-lôn buổi sáng nay. Giống như một gió đang thổi mà nếu chúng ta đóng cứng cửa sổ lại thì gió có vào trong nhà này được không? Và khi có người nào biết mở cửa, tại sao luồng gió đó sẽ được, khi cửa sổ được mở ra, cánh cửa chính được mở ra, ngọn gió sẽ đưa vào, sẽ đẩy lùi tất cả những không khí chết đi, đẩy lùi tất cả những sự nóng lực ảm đạm đi, sẽ làm tươi mới những con người ở trong căn phòng đó. Trong danh Chúa Giêsu Christ tôi cầu nguyện cho buổi sáng hôm nay, ngọn gió Thánh Linh của Chúa cũng tuôn đổ trên hội thánh Sa-lôn buổi sáng hôm nay. Và nhân danh Chúa Giêsu tôi nghe những điều tôi quá chừng khích lệ và cảm ơn Chúa. Bữa hôm thứ sáu vừa rồi, cô đang thăm của hội thánh Philadelphia ở ngoài Quy Nhơn cũng mời tôi giảng trên Zoom cho hội thánh ngồi đó. Nhưng mà bắt đầu dân sự của Chúa thờ phượng Chúa xong tất cả, bắt đầu tới giờ tôi chuẩn bị giảng thì cô nói là cho tôi làm chứng chút xíu trước khi mục sư giảng. Và cô bắt đầu cô làm chứng, cô nói Chúa ơi, tôi đi bao nhiêu cái đại hội rồi mà chưa kinh nghiệm một cái đại hội nào mà quyền năng giống như cái đại hội vừa rồi. Tôi chưa bao giờ dâng hiến cho đại hội nào mà sung sướng giống như dâng hiến cái đại như đại hội vừa rồi. Chúa bùng nổ trên đời sống của cô ấy. Và Đức Chúa Trời đã đụng chạm và cô là người thông dịch cho hai vị tiên tri của nước ngoài đến và cô thông dịch. Và cô làm chứng quá chừng sống động. Tôi nói với tất cả những hội chúng rằng thôi, nghe cô đó làm chứng như vậy là đủ rồi, không cần lời giảng của tôi. Sự thật là như vậy. Bây giờ có sự hiện diện của Chúa, có sự đụng chạm của Chúa, tôi chỉ nói một vài điều. Bắt đầu dân sự của Chúa bắt đầu trong sự cầu nguyện, tôi cảm nhận rằng cái sự thâm viếng của họ nó cũng tràn qua đời sống của tôi nữa anh chị em. Cho nên hỡi anh chị em, chúng ta cần phải biết được thời kỳ này là thời kỳ của Đức Thánh Linh. Thời kỳ này là thời kỳ Chúa đang thâm viếng Việt Nam thân yêu của chúng ta. Có thể tôi nói thêm một điều này quý vị cảm thấy nó dư, nhưng mà tôi xin nhắc lại. Trước năm 1975, lúc bây giờ chế độ Cộng hòa còn ở trên đất nước Việt Nam chúng ta, bây giờ các vị mục sư tự do giảng Tin Lành, họ ngồi trên những chiếc xe rép, họ ngồi trên những chiếc xe lôi và trên đó có nhiều thức ăn, và bắt đầu họ tự do giảng Tin Lành, họ ra những khu phố, họ ra những nơi chợ, họ ra những ngõ tư, họ giảng Tin Lành tự do luôn, giảng từ sáng đến chiều không ai tin Chúa. Bây giờ Việt Nam chúng ta chưa được cài sới đó, nó còn ở trong sự trói buộc. Và họ đang sợ vấn đề cái linh tôn giáo này kia, bắt đầu họ không thể nào. Nhưng mà bây giờ sau năm 75, người ta bắt đầu bị đói khát một cách trầm trọng. Người ta thiếu thốn về cả về tinh thần, lẫn về thể xác, lẫn về vật chất, cái gì cũng thiếu thốn hết. Bây giờ người ta khổ quá, người ta tin Chúa. Người ta tin Chúa, nhưng mà những thầy truyền đạo bây giờ là sao? Bị bắt bớ một cách tàn khốc.
những người tin Chúa trong thời bây giờ loạn chọn là bị mất sổ gạo, loạn chọn là bị cắt cứ quyền ưu tiên, và loạn chọn là coi như là bị khống chế nhiều thứ lắm. Cho nên đạo của Chúa bây giờ cũng bị bắt bớ, bị bắt hại, bị hiểu lầm đủ thứ, vô cùng đau đớn. Nhưng các đầy tớ của Chúa đã cưu mang, đã kiên ngăn, đã cầu nguyện, và ngay hôm nay, ngay thời điểm này là thời điểm của sự tự do trên Việt Nam thân yêu của chúng ta. Tuần vừa rồi cô quanh vào trong bệnh viện 21 người tin Chúa, chúng ta vỗ tay ngợi khen Ngài. Các anh chị em cứ để cô chi là cầu nguyện cho 5 người tin Chúa, 7 người tin Chúa. Trong thời kỳ này chúng ta giảng tin lành một cách tự do, đúng không quý vị? Có ai bắt bớ chúng ta nữa không? Chúng ta thấy là thời điểm này là thời điểm của mùa gặt. Thời điểm này là thời điểm của Đức Thánh Linh. Tôi cầu nguyện cho dân sự của Chúa, đặc biệt trong hội thánh Chúa Giêsu, trong hội thánh của Salon chúng ta tại đây, hãy nắm bắt được cái thời điểm này mà chúng ta tận dụng để làm sáng danh được Chúa Trời. Đây là giờ phút không phải dành chúng ta cãi cọ nha. Đây là giờ phút không phải để chúng ta hơn thua nha. Khi Đức Thánh Linh thăm viếng, khi Đức Thánh Linh đụng chạm, khi mà Đức Thánh Linh đã đầy dẫy, tôi nói anh chị em là tiền bạc là chuyện nhỏ trước mặt Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người tin vào điều đó? Tiền nhỏ là chuyện nhỏ trước, tiền bạc là chuyện nhỏ trước mặt Đức Chúa Trời. Đất đai, cơ sở lại là thằng chuyện nhỏ hơn nữa trước mặt Chúa. Khi mà Chúa đã thăm viếng thì mọi chuyện trở nên dễ dàng đối với Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa chưa thăm viếng thì sao? Vô cùng khó khăn. 100.000 cũng khó nữa. Khi mà Chúa không đụng chạm, 500.000 họ móc ra không có nổi đâu anh chị em. Tôi nói thật, khi mà lòng của họ đã khít rồi, một lời xin lỗi họ xin cũng không xong đâu. Khi mà đã mất lòng với nhau, họ cứ là nụ cười cười cũng không nổi đâu. Quý vị sẽ kinh nghiệm được điều đó. Khi mà chúng ta với một ai đó có những điều lấn cấn rồi, một nụ cười cười cũng không nổi, nói một lời chúc phước nói cũng không xong. Đừng có nói chuyện mà bắt tay rồi khó chuyện đó lắm. Nhưng một khi mà lòng đã được giải quyết, tình yêu thương tràn trề rồi, nụ cười là chuyện nhỏ, bắt tay là chuyện nhỏ, đãi một bữa ăn là chuyện nhỏ. Tôi nói thật anh chị em, khi mà Chúa thăm viếng rồi, rửa một đống chén vẫn là chuyện nhỏ. Khi một khi mà họ đang mạnh mẽ rồi, hướng dẫn từ sáng đến chiều, không ai cho họ ăn cái gì cũng là chuyện nhỏ nữa. Một khi mà Chúa đã thăm viếng rồi, họ được phục vụ Đức Chúa Trời không cần nói đến lương bổng. Còn khi mà Chúa chưa thăm viếng rồi á, mọi việc nó đều có sự tính toán, so đo, hơn thua và có cái mốc ở trong đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa bảo rằng trong những ngày sau cuối này, Ngài sẽ đổ thần của Ngài trên tôi trai và tớ Ngài. Mùa sau này, bao nhiêu người trong hội thánh Salom sẵn sàng để Chúa sử dụng mình trong mùa gặt sau cuối này. Bao nhiêu người trong chúng ta sẵn sàng điều đó? Tôi không những giơ một tay mà tôi quyết định giơ hai tay cho Chúa. Đêm hôm qua tôi đã giảng cho một hội thánh ở tại nơi quận 12, và tôi nói với tất cả những người đó là khi chúng ta còn cơ hội phục vụ được cho người khác, đó là phước hạnh của chúng ta. Quý vị muốn mình được phục vụ hay là quý vị muốn nằm tại chỗ để người ta phục vụ mình? Muốn vào trong bệnh viện thăm người bệnh đó là mình vào bệnh viện nằm để người khác thăm mình. Amen không? Quý vị muốn ra ngoài đường quỳ gối xuống để người ta cho quý vị 1.000 lẻ, 500 lẻ, hay là người ta thương xót cho tờ 50.000 kia đó để rồi quý vị lại họ rồi cảm ơn, hay là quý vị trở thành một người ban cho và giúp đỡ? Amen. Trong danh Chúa Giêsu Christ, tôi cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta biết rằng vàng là của, bạc là của, tất cả tài nguyên, sự sống, sự chết, giàu và nghèo đều nằm trong tay của Đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời. Ngài là cha của chúng ta. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Ngài. Ngài là cha của chúng ta. Tôi muốn cầu nguyện cho điều này để cho mọi người trong chúng ta biết rằng thời điểm này là thời điểm mùa gặt cho Việt Nam của chúng ta. Hãy tận dụng mùa gặt này để gặt hái linh hồn của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa, vừa rồi cũng tại nơi đây chúng ta đã tổ chức về chương trình về Trung Thu cho các em. Mưa tầm tã hết, mình tưởng chừng là không ai đến, nhưng mà cuối cùng trong đêm đó số người đến cũng không tệ lắm đâu, đúng không? Và cảm ơn Chúa,
lại thêm những con người biết về Chúa, tin vào Chúa. Rồi sau đó chúng ta đã kinh nghiệm một buổi truyền giảng ở tại nơi bình an. Chưa bao giờ buổi truyền giảng giống như vậy. Hẹn 6 giờ, 3 giờ chiều tới rồi. Tới xí chỗ. Đang ăn chè, ăn chưa nút con tới họ mới gặp những mà họ vô rồi. Mấy cô này đem 70 cái ghế. 70 cái ghế chuyện nhỏ. 120 cái ghế, chúng chuyện nhỏ luôn. Và cả bao Đức Chúa Trời chưa thấy cái buổi truyền giảng nào mà chính những người bên chính quyền chỉ người tới để cho chúng ta giải tin lành, cho người tới giúp đỡ chúng ta nữa. Đây có phải là mùa gặt cho Việt Nam không? Một cuối cùng bao nhiêu ghế, từ ghế xanh cho đến ghế mũ đem hết xuống 200 mấy chục cái ghế chặt luôn và ngồi nó tới ngồi đường luôn, dép xếp rất là trật tự. Chỗ này cảm ơn Chúa, buổi truyền giảng diễn ra đơn sơ mà bắt đầu người ta biết về tình yêu Chúa Giêsu, người ta tin vào Chúa Giêsu. Đó là mua gạt chúng ta vỗ tay ngợi khen Ngài. Không dễ dàng gì chúng ta có được 200 thân hữu để cho chúng ta có một buổi truyền giảng. Mà buổi truyền giảng, tôi nói em ơi, tôi nói Mỹ Hiền, em ơi đi mua thêm quà đi. Rồi Mỹ Hiền đưa tiền cho cô Duyên với lại cô Chi đi mua quà. Rồi ra bển ra ngoài tiệm tập quá người ta có gì quên hết nó vô. Ban đầu mình định là cho mỗi người một lốc sữa, lốc là bốn hộp đúng không, đông quá cho thằng hộp thôi, hộp còn không đủ nữa đúng không, không đủ nữa. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng khi mà họ dự xong rồi họ được vui vẻ, họ được phấn khởi rồi, quà là chuyện nhỏ. Họ không còn so sánh là quà ít quà nhiều nữa, mà họ nói một câu rằng ở đây vui quá. Tại vì xung quanh họ ở nhà cấp 4 không, nhà của họ là chuồng bò, chuồng gà, chuồng heo không. Họ đến được nhà thờ, họ ở nơi được, họ ngồi được trong chỗ sang trọng. Họ nói là mấy ông chỗ này vui quá. Tôi nói là nếu chơi sâu mấy ông không những vui mà còn tốt bụng lắm. Đúng không chị em? Và cảm ơn Chúa. Và đó là mùa gặt. Chúng ta hãy nói là đó là mùa gặt. Chúng ta hãy nói người bên cạnh, tận dụng mùa gặt, bạn là con gặt. Hãy tận dụng mùa gặt, bạn trở thành con gặt. Hãy tận dụng và biết rằng bạn là con gặt. Sau khi cô Hiền chia sẻ bài mùa gặt ở trên Hopbo, cô Chi là người nắm lấy cái bài giảng đó và cô Chi là người thực hiện cái bài giảng đó. Cô Chi trở thành thợ gặt. Không biết từ đó tới giờ cô Chi cầu nguyện tôi nó không dưới 30 linh hồn trở lại với Chúa rồi. Đúng không anh chị em? Và tôi thấy các chị em đi, chị Lê Vân, bao nhiêu người tin Chúa, chị Hương gỡ lên, cô Vân này gỡ lên, hết người này tin Chúa đến người kia tin Chúa, mà quý vị có bị bắt không? Có phải là mùa gặt không? Amen. Chúa đang thăm viếng Việt Nam. Amen. Chúa đang mở cửa Việt Nam. Amen. Chúa đang tạo cơ hội cho chúng ta tự do đi hầu về Chúa. Amen. Cô Dung vừa rồi đi về trong vùng quê, vùng xa xôi, cầu nguyện cho quá trình người. Tôi thấy cô Dung có bị bắt bớ không? Không. Được tự do không? Được. Rất là phước hạnh. Cho nên sẵn dịp này tôi cũng kêu gọi những người khắp nơi trên thế giới, Việt Nam đang mở cửa. Việt Nam là mùa gặt cho Chúa trong thời kỳ này. Nếu quý vị cảm thấy ở bên đó mà chán chường, mệt mỏi, quý vị cảm thấy bị thất vọng, quý vị cảm thấy vô nghĩa, hãy hướng về Việt Nam, góp vào trong lời cầu nguyện. Nếu được quý vị trở về Việt Nam, đưa người thân quý vị đến với Chúa Giêsu trước khi Chúa Giêsu trở lại đưa chúng ta về thiên đàng. Amen. Amen chị em. Có ai biết được chuyện gì xảy ra trong mình trong ngày mai? Cô này đang ở chung cư không? Còn ai ở chung cư nữa? Khôi đã ở chung cư không? Có tiền mua chung cư mà chưa ở à? Một ngày kia những người đang ngủ trong một chung cư ở ngoài Hà Nội, đúng không? Những người trong đó đâu có ai biết rằng buổi đi làm của họ đó là buổi cuối cùng. Có ai có biết rằng đó là buổi tối họ ăn cơm với gia đình họ là buổi cuối cùng? Những em học sinh có biết rằng đó là một buổi học cuối cùng? Có ai biết chuyện đó không? Cũng đâu có ai biết. Đó là cái thời giờ mà họ gặp người thân của họ là một lần cuối cùng. Họ nghĩ là giống như bao nhiêu người khác. Mà trong khi Kinh Thánh Chúa nói rằng thì đang khi người ta nói hòa bình và yên ổn, Kinh Thánh nói như tôi nói, thì tai họa bỗng nhiên thình lình vụt đến, không ai tránh khỏi được. Và trong đêm đó 11 giờ đêm, ngọn lửa bắt đầu bốc cháy từ dưới nhà xe và đã thiêu rụi cả một cái chung cư mini đó.
và ít nhất là 56 người thiệt mạng trong vấn đề đó. Đau đớn không quý vị? Đau đớn không quý vị? Nhiều con rể đã gọi cho bố vợ và nói: bố ơi, nhà con bị cháy, chúng con cũng bị cháy, đang nói chuyện một cách hết lòng, vợ con cũng đang bị cháy, bố ơi, và đang nói và nghe điện thoại rất kịch. Và bắt đầu đó là lời nói cuối cùng của một người con rể thân yêu nói với bố vợ của mình, và gia đình đã bị thiêu rụi trong đống lửa. Tôi nói điều này không hù dọa đâu, tôi nói điều này đó là sự thật hết. Một ngày kia ở tại Libya, người ta cũng từng khoe về tài năng, khoe về nhan sắc, rồi hơn thua với nhau từng lời nói, hơn thua với nhau từng cây súng, hơn thua với nhau từng chiếc xe. Họ đang cảm thấy hãnh diện, rồi người thì mặc cảm, người thì kiêu ngạo, đủ cách hết. Nhưng họ đâu có ngờ, trong hôm đó, cái đập đó đã bị vỡ ra. Hơn 12.000 người đã bị chôn vùi trong biển nước. Nhà cửa còn không? Bằng cấp còn không? Hơn thua ganh tị còn không? Xe siêu xe rồi điện thoại đẹp còn không? Tất cả đều tan tành hết. Điều này muốn nhắn nhủ mọi người trong chúng ta là cuộc sống trên đất này là tạm. Còn cơ hội để mà nói lời yêu thương, hãy nói lời yêu thương. Tôi chia sẻ điều này, nếu ai vẫn còn cay đắng tôi, hãy nhanh nói lời yêu thương của tôi ngay được chưa? Tôi chia sẻ điều này, nếu ai còn cảm thấy muốn hơn ăn thua đủ với vợ, với chồng, với con, với cha mẹ mình, hãy ăn năn ngay trong giờ này. Tôi nói nghiêm túc lắm. Nếu ai cảm thấy còn tính toán so đo, soi mối, rồi kiện cáo, rồi ba cái chuyện đó là không phải nó phù hợp với mùa gặt. Cái mùa gặt là gì? Là cái mùa cái người đó phải sẵn sàng lột cái mền ra, đúng không anh chị em? Lột tất cả gì ra, đội nón lên, mang dép vào, xung phong, cầm cái gạch để ra gạch hái và vui mừng với những người đang gạch. Người nào mà bước ra mùa gạch á thì sẽ gạch hái được những bông bó lúa và bỏ vào trong bao, rồi vác về trong sự vui mừng phấn khởi. Mặc dù mồ hôi có đổ, nhưng mà mùa gạch là mùa vui mừng lắm nha quý vị. Còn cái người mình ở nhà không chịu tham gia mùa gạch là người kiếm chuyện, là người gây rắc rối cho người khác. Cho nên nhờ ơn Chúa, tôi khích lệ tất cả chúng ta cùng tham gia trong mùa gặt trong những ngày sau cuối này. Amen. Amen. Và Kinh Thánh chép, tôi trở lại với Kinh Thánh, câu số 17, Đức Chúa Trời phán: trong những ngày cuối cùng, ta sẽ đổ thần linh ta trên mọi loài xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, thanh niên sẽ thấy khải tượng, người già sẽ thấy chim bao. Phải trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta trên các đầy tớ trai và đầy tớ gái, và họ sẽ nói lời tiên tri. Amen. Hỡi anh chị em, Kinh Thánh điều này đã ứng nghiệm những gì mà Joel nói tiên tri trước đó, và trong thời kỳ của công vụ các sứ đồ, họ đã kinh nghiệm cơn mưa đầu mùa. Cơn mưa đầu mùa, những điều đó xảy ra cơn mưa đầu mùa. Nhưng mà chúng ta đang cầu nguyện để cơn mưa cuối mùa được đổ xuống, mà chính tôi và anh chị em được dự phần trong cơn mưa cuối mùa đó. Cơn mưa cuối mùa đang đến với Việt Nam. Cơn mưa cuối mùa đang làm cho nhiều nơi từ chỗ khô nứt thiếu thốn trở thành tươi mát. Cô Dung có công nhận vừa rồi trong mấy ngày đại hội đó, mọi người được tươi mát không? Quá tuyệt vời. Và tôi mong rằng trong những ngày tới, có những cái đại hội như vậy, nhiều người trong hội thánh chúng ta nên tham gia. Amen. Nên tham gia. Và không những tham gia mà nên góp phần nữa. Amen. Giữ phần. Được giữ phần để phục vụ Chúa, được giữ phần trong cái sự thờ phượng Chúa, được đứng trong cái bầu không khí mà Thánh Linh ta biến, đó là điều tuyệt vời anh chị em. Amen. 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 Trong khi đó Chúa nói ở trong Thi Thiên đoạn 1 câu số 1 là sao? Phước cho người nào không có mua theo mua kế của kẻ dữ, không đứng với con đường tội nhân, cũng không ngồi với kẻ nhạo báng. Chỗ nào chúng ta thấy là tội lỗi, hơn thua, giành giật, không đứng, không ngồi, không trò chuyện, không tập trung, không bàn tán, không tham gia vào cái chuyện đó,
Đúng không chị em? Amen. Nhưng chúng ta nên dự phần vào trong những buổi cầu nguyện phân mừng. Chúng ta nên được dự phần trong những thời kỳ mà quý vị có những lúc mà Chúa thăm viếng á, thăm viếng ở nước ngoài, quý vị biết những cái răng của người ta đang bị sao ăn á, ngay lập tức Chúa trán răng lại cho họ luôn đó quý vị. Amen. Trong khi mà Chúa thăm viếng đó, quý vị có tin rằng là những cái điều mà xảy ra đến mức độ mà có những con người bệnh tật họ quăng xa lăng, họ đứng lên họ ngợi khen Đức Chúa Trời đang chèm. Có những con người họ bị đang ngọng, đang câm vậy, mà sau khi Chúa thăm viếng họ lớn tiếng họ ca ngợi Đức Chúa Trời, quý vị ơi. Nhiều con người cay đắng, hận thù, và phải nói là nhìn cái mặt đầy sát khí, hung hăng, dữ tợn. Vì sao? Vì ma quỷ đang cầm bục những cuộc đời đó. Ma quỷ nó đang điều khiển những cuộc đời đó. Nhưng bước vào trong sự thờ phượng, đề tớ của Chúa là TV rút xuống để cầu nguyện giải cứu, quỷ nó xuất ra, nó gầm nát, nhưng mà giải cứu, cuối cùng con người đã được giải phóng, trở thành một con người bình thường, yêu Chúa và yêu anh em của mình. Amen. Qua điều này tôi muốn nói điều này là gì? Khi chuẩn bị mùa gặt thì mỗi lòng của chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa cày xới mảnh đất lòng của chúng ta. Amen. Cái gì nó còn lợm cợm, cái gì nó còn lấn cấn, cái gì nó còn hơn thua, cái gì nó còn hận thù, cái gì nó còn ích kỷ, cái gì nó vẫn còn nhỏ nhặt, cái gì đó mà nhỏ mọn, chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa lội nó ra, vì nó không xứng đáng trong cái mùa gặt này. Amen. Nó không xứng đáng trong sự hiện diện của Chúa. Cái gì bởi vậy trong trong ngôn Chúa nói là hãy lấy phân ra khỏi bạc thì người thợ sẽ biến cái bạc nó trở thành một vật dụng trốn. Đúng không anh chị em? Đôi lúc vàng á cũng cần phải khò để đẩy tất cả tạp chất ra, hầu cho vàng trở thành tinh khiết anh chị em. Đời sống tôi và anh chị em ở trong mùa gặt này, tôi cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta phải làm cho tất cả những gì cặn bã phải ra khỏi chúng ta, để Chúa có thể dùng chúng ta trong sự vinh quang trong những ngày sau. Sáng hôm nay tôi dậy rất là sớm, tôi chuẩn bị cũng có nhiều ý tưởng khác nhau, nhưng sau khi đó và chúng tôi nói chuyện với một vị mục sư, và khi vị mục sư đó cũng nói về kinh nghiệm sự tươi mới, thỏa lòng, phước hạnh trong cái kỳ đại hội, và cuối cùng chia sẻ về những cái điều mà Chúa làm cho những cuộc đời này, Chúa làm cho con người kia, và từ đời sống của họ, từ những con người mệt mỏi trở thành mạnh mẽ. Tự nhiên khi nói chuyện xong tôi cũng được năng lực nữa, quý vị. Và tôi nói thêm về cái đại hội VBC vừa rồi ở tại Houston, và cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa cho họ mỗi hàng đêm họ bước vào trong sự cầu nguyện. Đôi lúc chúng ta cần phải biết rằng chỗ này thì cầu nguyện mà chỗ kia thì ra chiến trận. Chúng ta cần phải biết là đôi lúc có là gì, ông Giuse ông gấp lên, ông nói với ông Mô-xe, tại sao ông lo đi đến trận của tôi mà ông đứng ở trên đó hoài. Ông Giuse không nên nói như vậy, nhưng Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, khi nào tay của Mô-xe giơ cao lên thì Giuse là những người chiến sĩ gì đó chiến thắng. Mà khi nào mà tay của Mô-xe bị hạ xuống, rìu xuống thì quân thù đã quấn thắng Israel. Cho nên cái hội thánh VBC bây giờ Chúa đang đặt để họ là gì? Trước đây họ đã xông pha trên hội vùng đất Cà Mau, họ đã xông pha chỗ này chỗ kia, họ đã cầu nguyện. Nhưng trong thời điểm này họ không có phải là người trở về Việt Nam để tham gia những cái chuyện truyền giảng đó, mà họ đang đứng trong vị trí bây giờ giơ cây gậy lên cao. Quý vị thấy mỗi đêm họ cầu nguyện không? Mỗi ngày họ cầu nguyện không? Quý vị thấy như vậy, cây gậy phải được dương cao lên, thầy tế lễ phải được song xuất với Chúa. Đại hội vừa rồi ở bên Houston vô cùng phước hạnh quý vị ơi. Bao nhiêu người cũng nói, anh Thiện Dũng nói, nhiều người nói là đại hội năm nay là đại hội phước nhất luôn. Mà cảm ơn Chúa, đại hội năm nay là hai vợ chồng tôi được vinh dự tham dự từ giờ đầu cho đến giờ cuối luôn quý vị. Tôi cầu nguyện Chúa ơi, cũng mong rằng nhiều người trong dân sự của Hội Thánh Sa-lôm sẽ có cơ hội được tham dự những buổi đại hội giống như vậy. Con người chúng ta đi ra đó, nó mở mắt, hãy mở mắt, cái gì Ephata đó mà, mở tâm, mở lòng, mở trí, mở tư tưởng, mở miệng, mở gì đó, cho chúng ta có thể thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời. Lý do tôi khích lệ quý vị đi ra, nếu bản thân của tôi là một cái người vẫn trung tín ở tại nơi quê của tôi, vẫn chăn bò, mỗi sáng thì mở cửa chuồng bò, lùa bò, bầy bò lên trên núi, rồi ở trên đó với bò,
sống với bò, chơi với bò, nhìn bò ăn, nhìn bò hút nhau, rồi nhìn bò ăn đồ người khác, rồi bị người khác bắt, rồi bị người khác đánh, rồi sống với bò, khổ với bò, rồi trở về tối về ngủ cũng bò. Tư tưởng tôi trở thành bò. Đó là tôi nói nghiêm túc. Nhưng mà sau đó Chúa giải cứu tôi ra khỏi cảnh chăn bò. Tôi vào trong Sài Gòn và Chúa đã cho tôi có cái sự tươi mới. Không còn nhìn bò, bắt đầu nhìn về chiên. Chiên là những con người được mua chuộc bằng huyết Chúa Giêsu. Nhưng mà nếu tôi cứ ở với Salon hoài, tôi sống với Salon hoài, tôi lẳng quẩn với Salon hoài, thì tôi sẽ bị hạn chế trong cái bốn bức tường của Salon. Nhưng mà Chúa cho tôi cơ hội được đi ra, mở mắt ra. Chưa đi á, mình tưởng chừng là mình hột cát của sa mạc. Mình tưởng chừng mình hột cát của sa mạc. Nhưng mà đi một vòng rồi, mình thấy mình không phải hột cát nữa, nhưng mình là hột bụi rồi. Hột bụi của sa mạc. Chúng ta không là gì cả. Càng khiêm nhường hơn quý vị, càng cần Chúa hơn quý vị, và cần anh em mình hơn anh chị em. Cho nên quý vị thấy rằng hai vợ chồng tôi mở miệng ra là thường đó là cần Chúa và cần anh chị em. Tôi cảm ơn Chúa, chúng tôi đi 4 tuần lễ mà chúng tôi nhìn thấy công việc ở nhà vui lắm. Mà vui nhất là cô Kim Tiến mặc áo dài đỏ mà phát quà cho anh em tại đây. Toàn Thắng đứng lên cầu nguyện, số càng vui hơn nữa. Có nhiều điều tôi cảm thấy là đi 4 tuần lễ mà rất yên tâm, vì biết rằng anh em mình ở nhà không đúc con bò vàng. Những người hiểu Kinh Thánh thì biết câu chuyện đó. Mô-xê lên trên núi để mà nhận bản luật pháp của Chúa, nhớ không? Ở dưới dân sự của Chúa nó quậy, nó kêu là nó muốn trở về, nó cần bò vàng, nó đúc bò vàng. Nhưng mà Sa-lôm không phải là như vậy, vì Sa-lôm biết được là quan trọng của cơn phẫn hờn là cần phải đưa đề tớ của Chúa ra đi để học hỏi. Để học hỏi, để nhận lấy, để khiêm nhường, để trở về dẫn dắt dân sự của Chúa, dùng quyền năng của Chúa để chinh phục những tội nhân cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên cảm ơn Chúa. Và quý vị, đại hội được diễn ra đầy phước hạnh luôn. Và Chúa đã dùng mục sư Dương Thành Lập là mục sư của người Việt Nam giảng một bài giảng, bao nhiêu người đã nghe về, nói về con người vĩ đại. Amen anh chị em. Nếu chúng ta là người giết được tên khổng lồ, chúng ta sẽ trở thành người khổng lồ. Amen. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa đã dùng đời tớ của Chúa giảng một bài giảng đầy sự sức dầu của Chúa. Tôi vẫn là cảm ơn Đức Chúa Trời. Đến lúc chúng ta cần phải cầu nguyện cho chính người Việt Nam đứng lên để giảng những buổi truyền giảng lớn để cứu người Việt Nam. Amen. Người Việt Nam không cần mong đợi ai nữa. Trước đây chúng ta mong đợi nhiều rồi, nhưng đến lúc chúng ta cầu nguyện là chính người Việt Nam phải giảng cho người Việt Nam. Amen. Việc này đã xảy ra chưa? Đã xảy ra. Nhưng mà điều tôi đang cầu nguyện là gì? Chúng ta cầu nguyện cho là người Việt Nam không trông mong tài chánh của các quốc gia khác nữa, nhưng chính người Việt Nam phải là chu cấp tài chánh cho người Việt Nam giảng Tin Lành. Amen. Amen anh chị em. Chưa dừng tại đó, tôi cầu nguyện với sự thịnh vượng của Chúa đổ xuống cho người Việt Nam. Người Việt Nam không ngửa tay để xin nữa, nhưng mà người Việt Nam chúng ta sẽ có tài chánh để dâng ra để giúp đỡ cho những quốc gia khác. Amen. Chúng ta đã nhận quá nhiều rồi đúng không? Thờ gặt đã lãnh tiền công của sự cứu rỗi, của sự bình an, của sự vui mừng, của nhiều thứ lắm. Cho nên so sánh ra, chúng ta là một trong những người đang được phước quý vị. Amen. Hãy nói người bên cạnh, bạn là người đang được phước. Amen. Hãy đem cái phước đó chia sẻ cho người khác. Kinh Thánh Chúa nói là gì? Người khôn ngoan là người được linh hồn của người ta. Tôi cầu nguyện cho quý vị trở thành người khôn ngoan, là người chinh phục nhiều linh hồn về cho Chúa. Mà khi mà chúng ta chinh phục nhiều linh hồn về cho Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự vui mừng thật. Chúng ta sẽ kinh nghiệm cái sự thành công thật. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm cái phước thật, đời sống ý nghĩa thật, khi chúng ta làm theo lời của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Và Chúa nói, tôi muốn nhấn mạnh trong câu số 21, nếu quý vị có thì quý vị đọc chung với tôi đọc bản 2010. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được. Trong những ngày đó, trong những ngày điều đó, khi mà thần của Chúa đổ trên tao trai, đổ trên tao gái, người ta nói tiên tri, người ta làm phép lạ, nhiều điều. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Còn nói cách khác, vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được sozo. Cái chữ cứu này là chữ sozo. Tôi xin nhắc lại, chúng ta còn nhớ chữ Hy Lạp gọi là chữ này là chữ sozo. Sozo có nghĩa là gì?
cứu ra khỏi tội lỗi, cứu ra khỏi bệnh tật, cứu ra khỏi nghèo thiếu, cứu ra khỏi tất cả những sự mà nợ nần đau khổ, cứu ra khỏi địa ngục, cứu ra khỏi sự trói buộc của quyền lực tối tăm. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được giải cứu hoàn toàn. Amen. Tôi chia sẻ điều này và bản thân của tôi đã kinh nghiệm. Như tôi đã nói từ nãy bây giờ, từ một người chăn bò mà bắt đầu tôi tin Chúa, tôi cầu nguyện với Chúa, Chúa giải cứu tôi ra khỏi tâm trí của người chăn bò mà Chúa cho tôi tâm trí của người chăn chim. Từ một con người chỉ lẳng quẳng ở trong bốn bức tường, bây giờ Chúa cho tôi được đi nhiều nơi thế giới để thấy được quyền năng của Chúa và được giảng tin lành. Từ một con người hai vợ chồng tôi không có tiền đổ xăng, bây giờ Chúa dùng chúng tôi đổ xăng cho nhiều người khác. Đúng không quý vị? Hai vợ chồng tôi từ cái chỗ mà không có tiền để mà ăn, bây giờ Chúa cho chúng tôi trở thành người mà đem thức ăn cho nhiều người khác. Từ cái chỗ mà không có áo quần để mặc, bây giờ Chúa cho mình trở thành người đem áo quần cho nhiều người khác mặc. Từ cái chỗ mà không có giày để mang, bây giờ Chúa dùng mình trở thành đem giày cho người khác mang. Từ cái chỗ mình buông bã, bây giờ mình đem niềm vui cho người khác được. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được sozo. Bao nhiêu người muốn nhận lãnh sự sozo từ nơi Chúa? Hãy kêu cầu đến danh của Chúa. Đừng kêu đến tổ chức, đừng phàn nàn đến con người, đừng phàn nàn đến mục sư, đừng có làm cho mục sư nhức đầu nhức cổ, đừng có kiện cáo lên án hơn thua với nhau. Nhưng hãy kêu cầu đến danh của Chúa. Amen. Cái đối tượng để ban phước là Chúa chứ không phải là mục sư. Amen. Mục sư chỉ là công cụ. Amen anh chị. Amen. Đối tượng để mà ban giàu hay nghèo, lên thiên đàng hay xuống địa ngục là Đức Chúa Trời. Amen. Chứ không phải là con người. Nhiều lúc chúng ta kêu sai đối tượng. Cách đây chừng 2 tuần, khi hai vợ chồng tôi đi xe từ ở bên thành phố Las Vegas đi qua California, và trên xe như vậy thì chúng tôi gặp được một ông cha xứ cùng đi xe, hai người ngồi chung với nhau một dãy ghế. Thì bắt đầu ông ta giới thiệu rằng ông Thánh Martin này linh lắm, rồi ông đưa cho người ta một cái thẻ về ông Thánh đó, và bắt đầu ông giới thiệu rằng gì Lavan gì đó, Đức Mẹ Lavan gì linh lắm, linh lắm, linh lắm, và giới thiệu hết người này kia. Và bắt đầu ông nói xong, ông đưa ông ở trong giỏ của ông đâu nhiều lắm, ông móc ra ông đưa, ông giới thiệu hết cho ông này đến ông kia mà tôi chưa nghe nói về chút nào về sự Chúa Giêsu hay sự cứu rỗi hay sự tha tội hay được sự sống trên thiên đàng, mà chỉ là giới thiệu đến ông Thánh này ông Thánh kia để xin được cái gì đó cho bản thân của mình. Thì ông nói hết rồi, ông liếc liếc, ông cũng muốn cho tôi cái đó. Thì tôi mới hỏi: cha ơi, sao mình không giới thiệu Chúa Giêsu mà mình giới thiệu hết ông Thánh này ông Thánh kia? Cái ông nói là tại vì là Chúa Giêsu bận rộn lắm cho nên là là rồi ông nói vòng. Tôi nói nhưng mà Kinh Thánh Chúa nói, tôi nghiêm túc nói chuyện với ông, Kinh Thánh Chúa nói là hãy các ngươi nhân danh ta cầu xin điều chi ta sẽ làm cho để cha được sáng danh nơi con. Mà tại sao mình không đến trực tiếp với Chúa mà mình làm mình phải qua người khác? Nó là kiểu giống như người cha vậy, nhiều lúc người cha nghiêm khắc không giữ quá cho nên nhờ bà dì dần số nói giùm. Tôi nói là cha ơi, đó là mình suy diễn thôi, nhưng mà Kinh Thánh Chúa nói là hỡ những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Chúa muốn mình đến trực tiếp với Chúa mà. Ông nói với tôi là anh nói đúng hết, nhưng mà đôi lúc mình cũng vậy vậy. Cho nên vô cùng nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm khi một người khoác một chiếc áo của một con người mang chức danh đi ra để mà công bố, nhưng mà không công bố về sự cứu rỗi, không công bố về quyền năng của Chúa, không công bố về tình yêu của Chúa, mà chỉ giới thiệu cho giáo dân đâu đâu đó mê tín dị đoan để hưởng một vài cái lộc nào đó. Cứ nói là gì ông Thánh mà tin là linh lắm, cho nên đến với ổng đi rồi là được. Cho nên là giáo xứ của tôi người ta tặng ghế quá chừng. Tôi tặng ghế gì? Giống như với ông cha Diệp mà. Cứ vô ông cha Diệp rồi cuối cùng cảm ơn cha Diệp cho, rồi cái tặng cái ghế, cái đá, rồi cảm ơn cha Diệp rồi tặng cái bàn đá chất đầy. Tôi nói anh chị em rằng thay vì bàn ghế đó đưa những đồng tiền đó đi giúp đỡ người nghèo khổ cũng phước hơn. Đúng không anh chị em? Ghế đá gì cho lắm vậy? Mà tại sao không giới thiệu về sự cứu rỗi của Chúa Giêsu, không giới thiệu về chính mình Ngài, không nhắc đến một câu Kinh Thánh mà cứ nói về tất cả những điều này điều kia của con người? Nhưng mà trong khi Kinh Thánh Chúa bảo rằng vì ai kêu cầu danh Chúa, Chúa đây là Chúa Giêsu, thì sẽ được cứu. Amen. Trong danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho những người đang nghe tại đây, chúng ta phải dạy dỗ cho con của mình biết kêu cầu danh Chúa. Amen.
hãy khích lệ cho những người tín hữu mới, hãy biết kêu cầu đến chính danh của Ngài. Amen. Và hãy nhớ rằng Việt Nam là mùa gặt của Chúa. Amen. Buổi sáng hôm nay tôi muốn hỏi quý vị, bao nhiêu người muốn gia đình mình được cứu? Amen. Bao nhiêu người muốn người Việt Nam được cứu? Amen. Nếu quý vị muốn điều đó, quý vị đứng lên và quý vị đưa tay lên cầu nguyện với Chúa Giêsu ngay trong giờ này. Hãy cầu nguyện ở trong danh Đức Cha, hãy cầu nguyện ở trong danh Đức Con, hãy cầu nguyện ở trong Đức Thánh Linh ngay trong giờ này. Chúng ta cùng đứng ta đứng lên và đưa tay mạnh mẽ lên và cầu nguyện ngay trong giờ này quý vị. Hãy cầu nguyện cho gia đình của mình, hãy cầu nguyện cho Việt Nam của chúng ta, hãy cầu nguyện ngay trong giờ này quý vị ơi. Hết lòng cầu nguyện ngay trong giờ này và hãy trong danh Chúa Giêsu chúng ta công bố, Chúa sẽ thăm viếng Việt Nam, Chúa sẽ đồng chạm, Chúa sẽ đã thăm viếng ở tại Cà Mau, Chúa đã thăm viếng ở ngoài Hà Nội, thì chúng ta công bố Chúa sẽ thăm viếng ở tại Sài Gòn này. Chúng ta công bố ngay trong giờ này, đây là mùa gặt, đây là cơ hội, đây là giờ phút mà chúng muốn hãy chúng ta hãy nắm lấy cơ hội, hãy nắm lấy thời điểm và hãy tuôn đổ trong quyền năng của Chúa. Hallelujah. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.